Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel YouTube của mình nhé mọi người. Thì hôm nay là mình sẽ đi gửi hàng về Việt Nam. Với lại gửi mấy cái hàng có người đặt trước mấy cái. Rồi, còn lại là mấy cái này mình sẽ đăng lên để bán cho mọi người nha. Giá rất là rẻ và rất là ngon luôn. Ok, thì để mình giới thiệu một chút cái món mà mình sẽ gửi. Thì đây là cái cần tay gắn máy nhé mọi người. Cần tay gắn máy của Shimano Rinusai. Đó, thì cái cần này mình quay trong tiệm đồ câu thì có một anh nhờ mình mua về. Rồi, thì mình cũng gửi cái này về luôn. Đó, một cái cần tay gắn máy để chuyên dùng để câu cá chép ở Việt Nam mọi người. Đó. Rồi. Cây này thì có giá là 3 triệu, gần 3 triệu 8 nhé mọi người. Một man 6 bên Nhật là gần 3 triệu 8 một cây này. Thì cây này là một cái dòng đời mới nha mọi người, rất là đẹp luôn. Cây này hầu như là nó không bị chảy xước gì hết. Rồi còn đây là một cây Shimano Sub Custom 405BX. Thì cây này mình đã gói vô rồi nên mình không có mở ra nữa. Đây, nó có cái bọc màu đỏ này mọi người, của Shimano rất là đẹp luôn. Cây này dài 4m05, dùng để mọi người câu lục ở ngoài miền Bắc. Độ cứng BX đó. Ok, thì đó là hai cái cần mình sẽ gửi về, có người đặt hàng rồi. Rồi đây là cái máy Luvias 3000 đời 2007 sao mọi người. Đó, Luvias 3000 đời 2007 còn mới nguyên hộp luôn này mọi người. Máy cực kỳ đẹp, quay rất là êm mượt. Nguyên hộp đầy đủ phụ kiện luôn. Thì con này mình mua với giá là 1 triệu 3. Đó, thì mình về mình bán lại cho cái bạn kia là giá 1 triệu 7, thì mình chỉ lấy tiền ship thôi. Rồi đây là cái máy Shimano Metanium MG7. Đó, thì cái máy này cũng có bạn nhờ mình mua gửi về thì nó có bị chảy xước một chút, nhưng mà nói chung nó quay còn khá là êm mượt. Đó, thì máy này mình cũng mua về, mình gửi về cho bạn đó luôn. Thì máy này có giá là 2 triệu 3 nha mọi người. Thì mình mua giá nó đến giá tới gần 1 triệu 9 rồi. Đó, thì tiền ship về nữa thì mình lấy 2 triệu 3. Rồi bên này là có mấy cái dây, rồi mấy cái lưỡi câu, hẹo câu là cũng có mấy anh nhờ mình mua, thì mình cũng mua gửi về luôn. Đó là những cái hàng này là có người ký gửi mình rồi nè. Rồi đây là một con máy này là chưa có ai mua hết nhé mọi người. Thì hôm nay mình cũng đăng lên để nếu mà ai muốn thì mình sẽ bán lại con máy này luôn, mình sẽ gửi về trong đợt này luôn. Đây là một con Shimano Kakuta cần quét nhé mọi người. Đấy, cần quét DC. Cái dòng cần quét DC thì nó sẽ có cái màu bạc. Và con này đời 2004 hay 2003 gì á. Đấy, thì ngoại hình còn rất là đẹp luôn mọi người. Ngoại hình còn mới tinh luôn à. Cũng có mấy người hỏi, mình cũng chụp hình mà người ta tưởng là máy mới, tại vì ngoại hình nó còn mới quá luôn. Đấy, hoạt động thì vẫn rất là êm mượt nhé mọi người. Thì cái dòng này, dòng DC này á, ném ra thì nó có tiếng kêu nhé mọi người. Nó có tiếng kêu bình thường như dòng DC khác. Đây là cái nút chỉnh này mọi người. Đấy, máy hoạt động cực kỳ êm luôn. Thì đây là một cái dòng cao cấp mà mọi người, Made in Japan. Đó, thì con này mình mua với giá là 4 triệu 400 ngàn nhé mọi người. Thì về Việt Nam tính tiền ship, rồi tiền công nữa là thành 5 triệu. Đó, thì cái con này nó đắt tiền hơn nên mình sẽ phải tính giá ship và công cao hơn. Rồi con này nó còn nguyên cái bao này mọi người. Rồi sách hướng dẫn sử dụng này, còn đầy đủ hết luôn, chỉ không có hộp thôi. Máy thì còn rất là đẹp, quay rất là êm luôn, không bị xào. Đấy, Made in Japan nhé mọi người. Rồi con này có giá là 5 triệu nha mọi người. Ai mua thì comment dưới Facebook hoặc nhắn tin cho mình cũng được. Tại vì đợt này mình cũng chỉ bán có 3-4 con thôi, nên là mọi người comment trên YouTube hoặc là nhắn tin riêng cho mình cũng được nha. Con này giá 5 triệu nha mọi người. Máy còn rất đẹp luôn. Máy những máy đẹp như vậy là rất là hiếm luôn, mọi người rất là khó kiếm được. Đấy, thì làm máy nè. Ở đây mình sẽ giới thiệu thêm máy luôn cho mọi người. Đây có một con
Shimano Twin Power này mọi người. Twin Power đời 2011. Đấy, con này một dòng, dòng của nó là C2000S, tức là cối nông. Cối nông chuyên dùng để mọi người người câu Uchalai, câu UL, câu cá suối. Rất là đẹp luôn, máy cực kỳ đẹp luôn mọi người. Nó có độ thêm cái chống cần nữa, cái chống máy để cho nó chống chảy xước nè. Thế nên là con máy này nó rất là đẹp. Hầu như nó không bị chảy chỗ nào hết. Đấy, nó còn rất đẹp mọi người. Máy cực kỳ đẹp luôn nha. Shimano Twin Power là một cái dòng dòng máy rất là cao cấp rồi, made in Japan nha mọi người. Đấy, made in Japan. Nó có bị chảy trên đây một chút nè. Đó, máy cực kỳ đẹp luôn. Để mình sẽ quay thử cho mọi người xem. Đây. Đấy, quay mượt cho mọi người. Thôi. Cái dòng Twin Power này thì khỏi phải nói rồi, nó quay cực kỳ mượt luôn á. Máy quay cực kỳ mượt luôn. Đấy. Hoạt động bình thường nha mọi người. Máy có thể đổ tay trái phải được. Đấy. Thì cái con này là chuyên cho mọi người câu Uchalai nè. Dây nylon số 3 và 125m, số 4 và 100m, số 5 và 75m. Đấy. Mọi người về dùng con này đi câu nhẹ nhàng là rất là ok luôn. Gắn với những cái cần size L thì câu cảm giác rất là sướng luôn. Thì con này mình mua, đây, con này mình mua nó giá là 2.400.000 nha mọi người. Thì về Việt Nam mình sẽ bán lại cho mọi người giá 2.800.000 nha. Thì cái con Twin Power này là có một con đời 2011, đời rất là cao luôn. Thì ở Việt Nam không bao giờ bán dưới giá 3 triệu. Đấy, tầm nó phải tầm khoảng 3 triệu rưỡi, 4 triệu. Và những con đẹp thì nó bán rất là mắc luôn. Nếu mà mọi người không biết thì nó có thể bán cho mọi người 4 triệu, 4 triệu rưỡi luôn. Thì con này mua bên Nhật nó chỉ có vào tầm khoảng 2 triệu rưỡi, 2 triệu tư, 2 triệu rưỡi thôi nha mọi người. Thì con này mình mua giá 2 triệu tư. Thì về mình sẽ bán lại cho mọi người giá 2 triệu rưỡi. Nó có độ thêm nữa nè, rất đẹp luôn. Hoạt động bình thường. Đấy. Rất đẹp. Giá chỉ có 2 triệu 8 thôi. Twin Power 2000S rồi. Mọi người nào muốn mua thì nhắn tin cho mình nhé. Mình sẽ để lại cho ai comment hoặc nhắn tin cho mình sớm nhất. Rồi, ở đây mình có một con Shimano Biomaster C2000HGS nữa nè mọi người. Thì con này cũng bằng size con Twin Power luôn. Thì Biomaster là một cái dòng mà nó sau con Twin Power. Nó cũng là một dòng cao cấp, nhưng mà nó sau Twin Power. Thì con này cũng là một con đời rất là cao. Đời này đời 2010. Đời 2010 nha mọi người. Con này Malaysia, còn con này là made in Japan, con này là made in Malaysia. C2000S thì cái kiểu đánh của con này vẫn là kiểu đánh UL, chơi màu nhẹ, câu lure, đó, câu cá chẽm rất là ok, hoặc câu cá suối. Đấy. Thì thông số dây của nó mọi người. Nó cũng bằng cái con kia luôn, dây số 3 và 125m, số 4 100m và số 5 và được 75m. Biomaster nha mọi người. Ngoại hình thì cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Và đây cũng là một dòng khá là cao cấp của Shimano rồi, nên nó quay phải nói là rất là mượt. Đây, con này đời 2010 nên nó có công nghệ Lexip nha mọi người. Là một cái body mà nó làm cho cái body của cái con máy nó nhỏ gọn lại, nhưng mà cái sức mạnh của nó rất là cao. Nó tăng cái sức mạnh lên. Thì chỉ những cái dòng đời mới thì nó mới có cái công nghệ Lexip nha mọi người. Đấy, quay rất là mượt luôn. Nhưng mà nó không thể mượt bằng con Twin Power được. Con Twin Power phải nói là nó mượt kinh khủng. Con này đã mượt rồi mà con Twin Power nó còn ghê hơn nữa. Máy còn rất là đẹp nha mọi người. Đẹp rất là đẹp luôn. Đấy. Tất cả đều hoạt động bình thường hết. Để mình mở bên trong ra cho mọi người xem thử. Đấy, bên trong này mọi người. Rất là đẹp. Thì nếu mà mọi người nào muốn biết cái dòng máy nó sản xuất năm bao nhiêu á, thì mọi người mở cái spool của nó ra. Thì ở trong này nè mọi người, nó có ghi nè. Đấy, ở trong này có ghi 10, tức là con máy này sản xuất năm 2010, đời 2010. Thì tất cả những con máy của Shimano nó đều có ghi ở đây hết nha mọi người.
Còn dòng đai hoa thì mình chưa thử. Để mình thử mở một con ra thử xem. Đây, đây có một con của đai hoa nhé mọi người. Đai hoa Luvias nè. Thì đây là một cách mà kiểm tra cái đời máy cho mọi người. Để mọi người nào mà chưa biết thì có thể dễ dàng mà xem. Nhiều khi ra ngoài cửa tiệm người ta nói không đúng mình còn biết được. Thì cái dòng đai hoa thì ở đây nó cũng có ghi con số. Số cuối là 07. Mình nghĩ là 07 tại vì con này đời của nó là đời 2007. Thì mình nghĩ đai hoa nó cũng ghi ở đây luôn, nhưng mà không có chắc lắm. Còn Shimano thì chắc chắn là nó sẽ ghi ở đó. Tất cả các con máy, bất kỳ con nào nó cũng ghi ở đó hết. Đấy. Đây mọi người. 10 nè. Mọi người có thấy không? Số 1 với số 0 ghi rất là nhỏ. Thì nó là đời 2010. Rồi còn con Twin Power này mọi người. Đây, con Twin Power thì nó ghi hai số 1 nhé mọi người. 11 tức là đời năm 2011. Đấy. Thì những cái dòng máy của Shimano mình thích nhất là chỗ cái tay cuốn cước này mọi người. Nó đúc ra nguyên cái này luôn. Chứ nó không có gắn nó vào lại như cái kiểu của Daiwa. Rất là đẹp, cái kiểu của Shimano nó làm cái này rất là đẹp. Thì đối với dòng máy của Daiwa thì chỉ có những dòng máy cao cấp thì nó mới đúc liền thôi. Còn không là nó sẽ gắn vào như vậy. Còn của Shimano là nó sẽ đúc liền luôn, nhìn rất là đẹp. Và nó có màu vàng nữa, đẹp lắm. Ok. Thì hai con máy này là một hai con máy giá rất là hời. Và mình săn được giá rất là ngon cho mọi người. Đấy, mình săn được giá bao nhiêu thì mình đem về mình tính tiền công bán lại cho mọi người thôi, chứ cũng không có nâng giá lên mà bán. Rồi, Twin Power nè. Rồi Biomaster còn rất là đẹp. Thì con này giá của nó là 2.400.000 nha mọi người. Thì mình mua nó là giá là 2 triệu rồi. Mua giá 9 sen á, 9.000 yên. Thì nhân với tỷ giá 2.2 ra thì nó là 2 triệu đó. Thì mình về mình bán lại cho mọi người 2.400.000. Hàng rất là rẻ và rất là đẹp luôn. Thì ví dụ như hai con này thì không phải lúc nào cũng có, lâu lâu săn được thì mới có thôi. Cũng giống như một con Twin Power 3.000 á, mình có đăng mấy hôm trước á thì cũng là lâu lâu mới có thôi chứ không phải là hôm nào cũng có. Rồi con này là Biomaster giá 2.400.000 nha mọi người. Ok. Đấy là hai con máy, ba con máy mình sẽ bán trong cái clip này. Rồi với lại là hôm trước có mấy anh comment trên YouTube của mình là nhờ mình mua về mấy con tôm á, mình cũng không có nhớ được cái anh đó tên gì. Thì hôm nay mình cũng mua đại vài con tôm về. Thì nếu mà anh đó có xem được cái clip này hoặc là những ai mà xem clip này mà có nhu cầu thì mình sẽ bán lại mấy con tôm này cho mọi người nhé. Thì đây những con tôm này mọi người, giá 100 yên là khoảng 22.000. Những con tôm này tôm Nhật, không phải tôm Trung Quốc. Đó. Tôm còn khá là đẹp. 22.000 một con nè. Rồi con này cũng 22.000 luôn. Con này là 44.000. Con này 44.000. Nhìn nó cũng không khác gì con 22.000. Đấy. Đây, hai con 22.000 với con 44.000 nè mọi người. Đây, con này có hai cái lỗ, còn con này chỉ có một cái lỗ. Đấy, không biết được, nhiều lỗ hơn thì nó nhiều tiền hơn. Rồi, con này là con này nhiều tiền, nó không ghi. Quên mất tiêu rồi. Đây mọi người. Con này là 450 yên, tức là khoảng 100.000 đấy mọi người. Con tôm này bự hơn nè, đẹp hơn. Tôm này bự hơn, đẹp hơn, giá 100.000. Rồi cái lưỡi câu của nó bằng cái thép đen nè mọi người. Con này 100.000 nhé mọi người. Thì đây là giá bên Nhật nhé. Còn khi mà ship về Việt Nam mình sẽ trừ đi tiền ship, rồi mình tính thêm tiền công vô nữa, rồi mình sẽ báo giá lại cho mọi người. Nhưng mà nó cũng chỉ dao động tầm
tăng thêm được khoảng tầm 50 ngàn một con thôi là cao rồi á. Đây cũng là một con tôm luôn, con này cũng 22 ngàn. Rồi tiếp đến tôm thì đây là tôm dùng để câu mực, tôm để câu mực nha mọi người. Thì còn đây là tôm để câu cá nè. Thì mọi người nào câu cá hoàng đế hay là câu cá hoàng đế ở cái hồ Trị An ở Đồng Nai mọi người, đấy thì con tôm này dùng con tôm này để câu nè, nó y chang con tôm thật luôn và nó bằng cao su nha mọi người, cao su rất là cao cấp luôn chứ không phải bằng cái nhựa cứng. Cái nhựa cứng con cá nó táp vào là nó sẽ đau răng, nhiều khi nó không cắn lại nếu mà mình không có đóng kịp á, nhiều khi nó sẽ không cắn lại. Nhưng mà bằng cái cao su mềm này nè, khi một con cá nó cắn vào á, nếu mà đóng không dính á thì con cá nó không bị đau miệng nó, thì nó vẫn có thể cắn lại được. Đây tôm thì có về ba màu cho mọi người nè, cũng chỉ có ba con thôi. Thì con tôm này có giá là 440 yên, là cũng cần khoảng 100 ngàn một con mọi người, bằng cao su dẻo nhé, rất là cao cấp. Đấy ba con mới có 100 ngàn, là khoảng 300 ngàn. Rồi ở đây có một con cá, này thì mình hồi trước khoảng một năm trước mình có mua, mình không có xài nhiều lắm. Thì đây cái dòng cá này là một cái dòng cá thuộc dạng là mồi lớn nha mọi người. Thì mồi lớn câu cá lớn dùng để câu cá vược, ở bên Nhật thì người ta dùng để câu cá vược đen. Là những con cá vược đó nó có thể nặng tới 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 kg. Thì dùng có những con mồi lớn như thế này đó câu nó. Ở Việt Nam thì cũng dùng để câu cá chẽm luôn, câu cá chẽm, câu những con mồi lớn hoặc là câu ngoài biển cũng ok luôn, gành cũng ok luôn. Thì con này hồi trước mình mua tới 200 ngàn, thì giờ để lâu quá rồi cái cao su chỗ này nó hơi bị nhão ra rồi, thì mình chỉ bán lại cho mọi người 50 ngàn thôi nhé. Hoặc là ai mà cần thì mình tặng luôn cho cũng được, khỏi bán mất công có 50 ngàn, thì ship đi cũng mấy chục ngàn rồi. Rồi đây là một con mồi bự nha mọi người. Đó Big Bass nè, mồi bự của Gunscrap. Đó thì con này mình xem ngoài cửa tiệm nó bán mới là 1 triệu đồng một con, 1 triệu nha mọi người, bên Nhật đó. Đó thì con này nó giá bán cũ rồi mọi người, 1 sen 2 là khoảng 270-280 ngàn gì đó. Thì con này nó không có lưỡi câu, không có cái đuôi luôn. Nhưng mà nhiều khi mua về mà mọi người không có đuôi thì không biết mua ở đâu ở Việt Nam hết, nên là mình mua sẵn cho mọi người cái đuôi luôn nè, cái đuôi của nó nè. Cái đuôi này là gắn một con này nè, là một bộ của nó đó. Cái đuôi này giá là khoảng 80 mấy ngàn. Đó thì sẽ gắn vào đây là thành một con cá, mọi người chỉ cần gắn lưỡi câu nữa thôi, lưỡi câu thì tìm rất là dễ rồi. Đấy con cá giả nè mọi người. Thì mình có xem vlog của anh Hải.N đó, thì thấy mấy dạo gần đây anh ấy thích câu những con mồi cá bự như thế này. Thì mình nghĩ là nhiều khi những fan của anh đó vào xem thì cũng muốn thử trải nghiệm những con cá bự như thế này, mà ở Việt Nam thì nhiều khi bán rất là mắc. Thì mình cũng mua một con cũ về mình bán lại cho ai cần, giá thì nó chỉ bằng 1/4 của giá mới thôi. Đấy ok, thì đây là tất cả những cái món đồ mình sẽ ship trong ngày hôm nay với mọi người. Đó có tất cả luôn, máy câu rồi lưỡi câu rồi dây câu mồi, tất cả mọi thứ, ai ở Việt Nam cần cái gì thì mình sẽ đem về cho mọi người cái đó. Giá thì rất là rẻ, giao lưu là chủ yếu thôi. Thì cái cần câu mình sẽ bỏ vào trong cái ống này, cái cần câu này khá là dài luôn. Thì những cái cần câu mà dài như thế này thì gửi ở trong Nhật thôi là đã mất tầm 700 đến 800 ngàn rồi. Và cái đơn này mình chỉ ship có hai cái cần câu này về thôi, tại vì cái anh đó kêu yêu cầu là ship về sớm cho anh đó, nên là chứ không mình sẽ gom đơn mình ship thì nó sẽ rẻ hơn. Rồi còn mấy câu thì mình sẽ bỏ vào cái thùng này. Đấy thì nói chung là để thì sắp tới mình sẽ làm một cái mini game nhé mọi người, là một cái mini game tặng một cái máy câu cho mọi người. Thì mình sẽ dùng cái tiền mà mình đã tiền lời á,
mà trừ hết tất cả chi phí tàu xe rồi chi phí cho người nhà mình rồi chi phí nói chung là nhiều chi phí lắm, thì mình còn lời lại khoảng 3-4 triệu gì đó. Thì mình sẽ quyết định mình sẽ mua một con máy Hakuta cần quét màu vàng kiểu như con này này mọi người, mà còn mới còn đẹp luôn, khoảng 4 triệu. Mình sẽ làm một cái mini game tặng cho mọi người cái con máy đó. Đó thì giống như con máy này nè. Thì nói chung là mình sẽ lấy cái tiền mình lời được, tiền công của mình á, mình sẽ mua, mình tặng lại cho mọi người. Coi như là làm phi lợi nhuận luôn, giao lưu với mọi người là chủ yếu thôi. Đấy, thì nói chung là cái con máy này, thì tại sao lại là con máy này? Tại vì nếu mọi người không câu lua, mọi người câu lục hay gì đó thì con máy này nó cũng rất là đẹp, mọi người cũng thể để trưng bày được, có giá trị về vật chất lẫn giá trị tinh thần đó. Thì chắc trong khoảng tuần sau mình sẽ kiếm được máy rồi mình sẽ làm cái event tặng cho mọi người một con máy Hakuta cần quét màu vàng. Ok rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip nhé. Nếu mà mọi người muốn order hay gì hay là muốn tìm hàng gì thì cứ nhắn tin cho mình. Thì mình thì cứ khoảng 1 ngày đến 2 ngày thì mình sẽ trả lời tin nhắn cho mọi người. Tại vì trả lời ngay thì nhiều khi mình cũng không có thời gian nữa. Đó, rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình một like và subscribe nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ.